Alo, xin chào mọi người, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ update thêm cho các bạn cái dự án in mà lúc nãy mình đã đăng lên kênh của mình ở đây. Cái kèo này ấy, thì mình nói lại là mình có đọc qua một cái bài viết ở trên cái thông tin của iRob của nó là nó sẽ chia sẻ 0,01 trong tổng số 10 million in này nhé. Cho cái những cái người mà giao dịch ở trên cái sàn thì nó sẽ yêu cầu giao dịch là mình sẽ trong vòng 4 tuần các bạn ạ. Mình thấy mình đọc ở đây một mục đây 26 tháng 2 này, nhóm BNB và INK này, mình có đào BNB và INK nhé. Trong khoảng thời gian 4 tuần, 0,01% tổng số nguồn cung của INK sẽ được phân phối làm phần thưởng cho các nhà cung cấp thanh khoản nhé. Sau đó nhiều nhóm hỗ trợ hơn sẽ được thêm vào chương trình đấy. Nói chung là trong vòng 4 tuần mình đọc là như thế, mình cũng chưa có hiểu rõ hơn về cái dự án này nhé. Nhưng mình thấy một số bạn hướng dẫn là chúng ta sẽ farm. Lúc nãy thì mình làm một cái video mà mình vừa mới hướng dẫn đến cái phần là mình pull ở đây thôi, nhưng mà mình chưa hướng dẫn các bạn cái phần farming này. Đấy, cho nên là các bạn sẽ phải để một ít để mình farming nhá. Thì cái này nhá, 60% này, cái này thì mình sẽ bắt đầu phải farm tiếp các bạn nhá. Tức là cái lúc nãy mình hướng dẫn các bạn mới đến cái phần pool, tức là pool là các bạn mới là trộn thôi các bạn nhé. Đấy, ví dụ các bạn trộn in với lại BNB thôi. Đây ở đây các bạn thấy ở đây là mình đã trộn đã ấy này. Đã apply cái này này. Đấy thì mình sẽ phải ấn vào phần farm này, mình deposit này. Ở đây thì các bạn thấy ở đây mình deposit tất cả và các bạn phải unlock cái này lên. Đấy. Thì mới farm được. Lúc này thì mới ấn đến cái phần pool gọi là trộn thôi. Đấy, chưa đấy, phí có 0,15 thôi các bạn nhé, rất là rẻ. Nó không phải như các dự án khác mạng Ethereum phí đắt quá, cái này thì phí rẻ lắm. Đấy, cái này thì các bạn phải unlock cái này nhá. Ơi thì đúng rồi. Đấy, chúng ta phải làm thế thật. Sau đấy thì mà các bạn muốn muốn bỏ farm thì các bạn phải ấn exit ở đây nhá. Còn muốn withdraw BNB cái này thì ở đây, deposit thêm thì ở đây. Claim thì các bạn ấn claim cái gì nhỉ? Claim cái lãi ấy, thì ở đây. Đúng rồi. Lúc nãy là mình vừa mới ấn cái pool này thôi phải không mọi người? Đấy, lúc nãy mình vừa mới ấn cái pool này thôi. Là mình chưa có đào. Phải không mọi người? Đúng rồi, mình vừa mới ấn pool này thôi. Khi nào mình tháo pool thì các bạn tháo ở đây. Đấy, Remo ở đây nhá. Đấy, cộng thêm thì cộng thêm ở đây nữa, cho thêm để đào nhá. Đúng rồi các bạn ạ. Đúng rồi, chuẩn rồi. Lúc nãy là mình vừa mới làm đến cái này thôi mọi người nhỉ. Đấy. Đây, lúc nãy bây giờ nó mới chạy này. 26 này, đúng rồi. Stake là 94 này, đúng rồi.
Farming Analyst này. Chuẩn luôn rồi mọi người ơi, lúc nãy mình vừa mới làm pool này thôi. Đấy, bây giờ là phải ấn thêm nha. Ở dưới nữa, đây farming nữa. Lúc nào thấy nó hiện ra này là ok này. Đây, stack ở đây. Ok, như thế là xong nha. Bạn nào mà chưa hiểu lắm thì các bạn có thể inbox với mình nhé.